Hôm nay mình nâng cấp cái ổ SSD cho cái PC này nha các bạn. Nhân tiện đây mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn cách tạo phân vòng, chia ổ đĩa và gót cái bản Win 10 lên cái ổ cứng này nè để chạy cho cái PC này nha các bạn. Máy này nó đang gắn cái ổ cứng HDD 500GB nha các bạn. Giờ mình nâng cấp lên ổ SSD SanDisk 128GB nha. Tháo cái ổ này ra và gắn cái ổ này vào nha các bạn. Đấy các bạn, cái ổ SSD mình đưa vào cái khay ổ cứng nha. Rồi mình đóng nó vào trong cái thùng nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình chia đĩa gót Win cho cái thùng máy này nha các bạn. Mở máy lên nha. Đâu khởi động nha các bạn. À, nó báo boot device not found, không tìm thấy thiết bị để boot. Bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra ổ cứng, mình phân vùng và mình gót Win lên cái phân vùng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái USB boot nha. USB này là ANH-DV boot mà cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo rồi nha các bạn. Cắm vào cổng USB nha. Sau khi cắm cái USB vào rồi các bạn, bạn bấm Ctrl Internet Delete để khởi động lại cái PC nha. Rồi quá trình khởi động lại, các bạn bấm F9 để vào boot menu nha các bạn. Lý do là cái máy HP cho nên F9 là vào trong boot menu nè. Rồi trong boot menu này, bạn lựa chọn cái USB nha. USB mình đây là USB Toshiba nè. Chuẩn UEFI hoặc là Legacy gì cũng được. Mình chọn Legacy nha các bạn. Là cái dòng số 3 nè. Enter. Nó vào trong Win BE, Enter luôn nha các bạn. Mục đích của mình là vào trong Win BE nha. Win 10 BE 64 bit, Enter. Ở trong giao diện Win BE nè, các bạn sẽ sử dụng chương trình Partition. Partition có hai phiên bản, phiên bản 10 và phiên bản 12. Sử dụng phiên bản nào cũng được. Ở đây mình sử dụng phiên bản 10 nha các bạn. Mở Partition lên nha. Khi các bạn mở chương trình bài xanh lên, bạn thấy nè, disk 1 và disk 2 này là cái USB của mình nè, còn disk 1 là cái ổ SSD 128GB nè, nó trống các bạn, đây nè, nó trống, nó chưa có tạo phân vùng nè. Bây giờ mình tiến hành mình tạo phân vùng nha. Đó, bạn thấy trên đĩa 1 ở đây nó trống nè. Bây giờ để tạo phân vùng á, bạn lít phải vào, lít phải nha, chọn Create nè. Đó, Partition Label, tên nó là mình đặt là Windows nha các bạn. Tí xíu nữa mình cài Win lên cái phân vùng đó. Rồi ổ cứng 128GB, mình cho cái phân vùng cài Win là 60GB nha, 60GB. Rồi ok, đó, nó tạo ra một phân vùng Windows 60GB, còn cái phân vùng này trống nè. Tiếp tục lít phải, Create, tạo một cái phân vùng là data nha, để chứa dữ liệu nha các bạn. Còn lại á, đó, sau khi tạo ra hai phân vùng, các bạn thấy ngay chỗ cái chữ disk1mbr nè, các bạn lít trái vào, rồi xong rồi các bạn lít phải, các bạn chọn rebuild mbr nha, nhớ rebuild nha các bạn. Rồi xong ngay chỗ cái phân vùng Windows nè, các bạn chọn nó, rồi các bạn lít phải, các bạn chọn set ATI nha, nhớ là set ATI nha các bạn. ATI cái phân vùng này lên để lít tí xíu, nó là cái phân vùng boot á, nó chạy Win á, không ATI nó không chạy đâu nha các bạn. Rồi sau khi làm hai cái việc đó, các bạn bấm apply, nhớ nha, apply, apply thực thi á, yes, tiến hành nó chia phân vùng nha các bạn. Rồi xong, ok. Vậy là mình đã chia ra hai phân vùng cài Win là Windows, phân vùng chứa dữ liệu là data. Bạn thấy có cái chương trình gót nè, tiếp theo mình chạy cái chương trình gót này nha. Rồi chọn, rồi chọn ở đây nha các bạn, Âu nè, lít vào, ok, chọn local partition from email, from email là từ email nha, từ file ảnh nha. Rồi các bạn chọn cái file gót Windows 10,
Firefox Windows 10 ở đây mình lưu trong cái USB luôn nha các bạn, mình chép vào trong USB nè. Đó. Got. Windows 10. Ok. Rồi. Chọn cái ổ 122 là 128 GB nè. Ổ SSD á. Ok. Rồi chọn cái vùng Windows, đừng có chọn data nha, chọn Windows nha, mình gót lên cái phân vùng Windows. Ok. Yes. Bắt đầu nó tiến hành nó gót cái bản Win lên cái phân vùng Windows nha các bạn. Chạy hết này là ok nha. Thì cái file gót Win 10 này nè. Các bạn có, các bạn chép vào trong USB, còn các bạn không có, các bạn xuống dưới phần bình luận mình có ghi ở dưới, bạn tải về nha các bạn. Nó chạy hết 100% á, nó hiện lên một cái hộp thoại báo là successfully. Đây, khởi động lại, bạn rút USB ra khởi động lại là nó vào Win nha các bạn. Thì sau khi gót xong á, các bạn rút cái USB ra, các bạn khởi động máy lại là nó vào trong Win nha các bạn. Nó khởi động vào Win á, nó tiến hành cài đặt chương trình bình thường nha các bạn. Hy vọng video có thể giúp ích được tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video thực sự ích, bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.